Chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình đi xuống nhà của bà chị ở Bình Phước Nhất chơi karaoke chơi. Mình quay cho cả nhà mình xem cho vui nha. Đây là nhà của anh chị Năm ở Bình Phước Nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.